Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn, xin chào mọi người. Mời mọi người cùng xem video và trải nghiệm một góc của thành phố Lào Cai nhé. Nơi địa đầu của Tổ quốc, nơi biên cương, nơi biên cương của Tổ quốc, cái thành phố rất là đẹp. Đây, một thành phố trẻ với cái không gian đô thị rất là đẹp. Đây, phố phường với nhiều cái nhà cao tầng rất là đẹp. Và trước mặt các bạn đây là cây cầu phố mới bắc qua sông Hồng. Đấy, khu bên kia là khu vực chợ Cốc Lếu các bạn nhé, và khu vực nhà thờ. Khu vực ở bên gần đây, đối diện đây là cái bờ kè An Dương Vương ở bên kia. Khu vực bên này tôi đang đứng là khu vực phố mới. Đấy, rất là nhiều cái địa điểm đẹp. Đấy, không gian cảnh sắc rất là tuyệt vời các bạn nhé. Trải nghiệm. Đấy, một đô thị trẻ năng động, phát triển, khang trang, giàu đẹp. Rất là tuyệt vời không gian. Đây, khu vực chợ Cốc Lếu ở khu vực bên kia nhá, rất là đẹp. Đây, con sông Hồng này nước rất là xanh, rất là đẹp này. Sông Hồng thì bình thường là nước nó màu hồng, nhưng mà hôm nay nước rất là xanh và đẹp này. Đấy. Đô thị trẻ rất là đẹp và năng động. Không gian cảnh sắc rất là đẹp luôn các bạn ạ. Các bạn cùng ở chiêm ngưỡng cái cảnh đẹp rất là xuất sắc ở phố phường đây. Không gian này rất là đẹp luôn. Đô thị rất là phát triển và đẹp. Đây, xung quanh trang trí rất là nhiều, rất đẹp luôn.
cảnh quá đẹp luôn các bạn ạ. Một góc của thành phố Lào Cai đã rất là đẹp như này này. Ngày trước thì có cái cầu Cốc Lếu cũ làm bằng sắt. Những năm về đây thì gần đây thì có cây cầu bằng bê tông cốt thép rất là đẹp bắc qua sông Hồng. Cây cầu Cốc Lếu mới bắc qua sông Hồng. Đấy, cảnh sắt rất là đẹp luôn các bạn ạ. Vâng, video của tôi thì đến đây là kết thúc nhá. Đấy, chào quý vị các bạn, hẹn quý vị các bạn ở những cái video tiếp theo. Nay qua video để giới thiệu cho các bạn một góc của thành phố Lào Cai, nơi bên con sông Hồng, nước chảy êm ả. Khu vực đây, một góc của thành phố Lào Cai, khu vực chợ Cốc Lếu nhá. Đây, khu vực bên phố mới nữa này. Đây, khu vực này là khu vực cảnh sắc rất là đẹp. Đây là kết thúc. Chào mọi người, hẹn mọi người ở những cái video tiếp theo.